Chính là cảm giác của con phố đường tàu đó, cảm giác sau khi một chuyến tàu đi qua. Xin chào các bạn, hiện tại thì là 21:15 và mình đang ở trên con phố đường tàu. Đây chính là con phố đường tàu, và năm nay là năm 2024 rồi, và mình thử đi khám phá một vòng con phố đường tàu xem hiện tại phố đường tàu thì nó như thế nào nhá. Khoảng 9:30 là có tàu chạy thì mình xem con phố này nhộn nhịp như nào nhé. Đi thôi. Đây. Con phố đường tàu này thì ở khu vực Phùng Hưng, Hoàn Kiếm. Gần đây thì được rất là nhiều du khách nước ngoài đến đây để tham quan và trải nghiệm cái cảm giác uống bia, uống cà phê ở trên con phố này. Khu vực này thì nó là đường, một bên là phố Phùng Hưng, bên này là các quán cà phê. Đoạn này thì khá là ít người thích, mọi người thích thì ở khu vực phía trong này cơ. Bây giờ mọi người vào đây sẽ thấy sự nhộn nhịp của nó. Mọi người đến đây có thể check in trước giờ tàu chạy, uống một ly bia, một ly cà phê. Đây, càng đi vào sâu thì khu vực này càng nhộn nhịp. Đây là khu vực mà buổi tối khá là đẹp vì được trang trí rất là nhiều lồng đèn. Đây các bạn có thể thấy quán này được trang trí khá là đẹp này. Ở đây các du khách đang ngồi đây uống một ly bia, thưởng thức cà phê, nước chanh, nước cam trên tầng 2 này. Trang trí khá là đẹp. Ở phía dưới này thì trước khi tàu đến thì mọi người đang ở dưới này check in. Từ khi con phố này nổi tiếng thì ở đây cũng rất là nhộn nhịp, đắt khách. Trước đây khu vực này thì chỉ cho những người có thu nhập thấp sống thôi. Họ làm ăn và làm công ăn lương và buổi tối về đây để nghỉ ngơi thôi. Vì ở đây những chuyến tàu đi lại rất là ồn ào. Nhưng mà bây giờ có tiền cũng không kiếm được một quán nào ở đây mà thuê. Rất là đông. Mọi người vẫn đang check in. Không kể quốc gia nào, tất cả đều tụ họp về đây.
bây giờ một ngày có rất là ít chuyến, nên là để bắt gặp được một chuyến tàu ở đây cũng khá là khó. 19 giờ 21 giờ 19. Nhiều người không biết giờ tàu chạy nên là không để ý, đến đây có thể về luôn. Còn những người biết giờ tàu chạy hoặc ngồi uống một ly cà phê thì sẽ được người dân ở đây chỉ cho giờ tàu chạy. Phía bên kia thì cũng có các quán cà phê, nhưng mà sẽ được mở trước. Đây là con phố Trần Phú. Ở bên đây thì cũng là một con phố đường tàu. Con phố này được chú ý ít hơn. À, bên con phố này cũng ngắn hơn. Bạn nào ở xa mà muốn đến đây trải nghiệm cái con phố này thì nên tìm hiểu các giờ tàu chạy qua. Và chắc mình sẽ quay lại cái khu phố bên kia để tí nữa chờ tàu chạy qua thôi. Chắc khoảng chục phút nữa là tàu qua. Đó, có tiếng báo tàu rồi đó. Chuông báo này thì cũng chưa vội, nó khoảng 5-10 phút cơ. Thường thì những khu đông dân cư người ta sẽ báo chuông từ rất sớm để đóng barrier này lại. Mình sẽ sang khu bên đây nhé. Tàu thì mình sẽ đứng phía trên này nhé. Sorry.
Chính là cảm giác của con phố đường tàu đó, cảm giác sau khi một chuyến tàu đi qua đó. Thật ra mọi người đến đây cũng chỉ vì cái cảm giác này thôi. Thôi chắc là mình di chuyển tiếp nhá. Video của mình chắc đến đây là kết thúc thôi. Vì mình cũng quay khá nhiều video đường tàu rồi. Hôm nay video này có bình luận và hôm nay cũng là năm 2024 nữa, cho nên là năm mới mình đến đây mình quay xem thử cái khu vực này nó hoạt động như thế nào. Chuyến tàu đi qua thì các khu này sẽ dỡ và như cũ thôi, dỡ barrier và xe cộ lại đi lại nhưng mà hơi tắc. Đây đây là cảnh tượng tắc đường. Video về phố đường tàu của mình đến đây là hết nhé.